Hello anh em đã đến với video tiếp theo của mình nhé. Thì dạo gần đây có khá nhiều bạn inbox mình hỏi cách ứng tiền Viettel nhé. Thì mình cũng đã làm 1-2 video rồi, nhưng mà có thể là các bạn không hiểu. Nay mình sẽ làm lại hướng dẫn các bạn ứng tiền Viettel 2 lần nhé. Hoặc là các bạn đang nợ cước. Đấy, thì đầu tiên anh em sẽ soạn phép cho mình này. Anh em sẽ vào cái phần điện thoại này cho mình nhé. Rồi ấn sao 918 thăng này. Rồi ấn gọi đi này. Ở đây thì nó sẽ báo là quý khách được tạm ứng 25.000 này. Thì cái sim này mình dùng rất là ít nhá, nên là nó chỉ cho ứng 25.000 thôi. Còn các bạn có thể là dùng nhiều thì là nó sẽ cho, nó tùy vào cái mức sử dụng của các bạn nhá. Thì sim này thì coi như là mình chỉ để lấy mã code thôi chứ mình không dùng, nên là nó chỉ cho ứng 25k thôi. Đấy, nếu như các bạn đồng ý thì các bạn sẽ nhấn số 1 cho mình để ứng 25k nhá. Và phí dịch vụ thì sẽ là 3.750 đồng nhá. Đấy. Và các bạn lưu ý này, nếu như các bạn muốn ứng tiền thì các bạn phải là sim trả trước nhá. Sim trả trước. Và hoạt động khoảng 2 tháng. Đấy. Đấy là cái lưu ý của mình nhá. Rồi, sau khi mà các bạn ứng được 25k, mình đang ví dụ là các bạn sẽ ứng được 25k nhá. Thì các bạn sẽ lại ra ngoài soạn cho mình cái nào. Giao 911 thăng. Đây thì mình không ứng tiền nhá. Khi mà các bạn ấn thăng và gọi đi thì là nó sẽ cho các bạn ứng tiếp 15.000 đồng nữa. Đấy, đấy có nghĩa là các bạn sẽ được ứng 2 lần luôn nhá. Thì nó cực kỳ đơn giản thôi. Các bạn có thể là các bạn xem video nhưng các bạn không xem hết, các bạn cứ tua tua đi thì các bạn sẽ không hiểu nhá. Đấy, nên là các bạn xem video thì các bạn phải xem hết thì nó sẽ dễ hơn với các bạn. Đấy. Còn bây giờ thì mình sẽ lại đi hướng dẫn các bạn ứng từ 5.000 đến 100.000 đồng nhá. Rồi thì bây giờ mình sẽ ra bên ngoài, mình sẽ hướng dẫn các bạn ứng từ 5.000 đến 100.000 đồng. Thì để mà ứng 5.000 đến 100.000 thì các bạn sẽ vào cái phần tin nhắn cho mình. Sau đó là các bạn, cái người nhận này, các bạn sẽ nhấn là 9118. Còn cái nội dung tin nhắn này các bạn sẽ soạn cho mình cái cú pháp là UT. Cách, ví dụ như các bạn muốn UT cách. Nếu như các bạn muốn ứng 5.000 thì các bạn sẽ là nhấn số 5. Đấy. Hoặc là 10 thì là các bạn sẽ là nhấn 10. Và mình lưu ý là ứng tiền kiểu này là cái 2 tháng gần nhất của các bạn ấy. Ví dụ như các bạn phải dùng là 10.000 thì các bạn là phải dùng là khoảng 4 đến 50.000. Đấy, và 20.000 là các bạn phải dùng 100k. Mà 50.000 thì các bạn phải dùng là 400k trong vòng 2 đến 3 tháng gần nhất nhá. Đấy nên các bạn sẽ phải lưu ý cho mình. Đấy thì là cũng đơn giản vậy thôi. Các bạn muốn ứng bằng nào thì các bạn soạn như vậy. Ví dụ như muốn ứng 10 thì là viết 10, muốn ứng 30 thì là viết 30 UT 30 rồi gửi 9118, hoặc là 100 thì là các bạn sẽ là UT 100 gửi 9118. Đấy, như thế là các bạn sẽ được ứng cái số tiền mà mình mong muốn nhá. Thì nó cực kỳ đơn giản thôi, nhưng quan trọng là các bạn xem video các bạn sẽ không để ý, là các bạn cứ phải đi hỏi mình. Mà khoảng 2-3 ngày nay rồi, rất là nhiều người hỏi mình cách ứng tiền. Đấy, thì hôm nay mình sẽ làm lại một cái video hướng dẫn các bạn chi tiết nhá. Để mà các bạn có thể là khi mà các bạn hết tiền thì các bạn có thể là có tiền dùng một cách nhanh nhất. Đấy. Ok, còn bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn kiếm Kinobuy hoặc là phút gọi tin nhắn miễn phí nhá. Đầu tiên các bạn sẽ soạn cho mình cái là sao 098 thăng. Gọi đi. Nó hơi nam một xíu nhá. Đây. Thì đây là, nếu như mà các bạn muốn xem cái chương trình khuyến mại 4G thì các bạn sẽ là nhấn vào 1 cho mình. Gửi đi. Chương trình khuyến mại 4G dành cho quý khách. Đây thì mình được nhá, được chương trình khuyến mại. Ấn đăng ký. Hoặc là không thì các bạn có thể là quay lại không. Rồi. Đây, thì bây giờ các bạn sẽ nhấn vào cái số 7 này cho mình. Viettel cộng này cho mình nhá. Nhấn vào số 7. Gửi đi. Thì là đây, nó có quà tặng hấp dẫn trên My Viettel này, hoặc là đổi điểm lấy quà này, hoặc là tra cứu này. Thì mình sẽ vào tra cứu cho mình được bao nhiêu điểm nhá. Rồi, thì mình đang có là 2.800 điểm xếp hạng và 1.336 điểm tiêu dùng nhá.
Đấy, thì cái 1.000 điểm này thì mình có thể là đổi ra Kinoba hoặc Phút Gọi nhé. Thì bây giờ mình sẽ quay lại mình đổi nhé. Không này. Rồi, bây giờ sẽ là mình sẽ nhân số 2 nhé. Đổi điểm lấy quà này. 2. Đây thì là nó có là đổi điểm sang cước này, đổi điểm sang lưu lượng này, hoặc là đổi gói dịch vụ này. Thì mình sẽ đổi sang lưu lượng nhá. Mình sẽ nhân số 2 này. Đây nha các bạn nhá. Đổi sang FMS này, 1.000 điểm là sẽ bằng 100 FMS nhá. Các bạn đổi sang phút gọi, 1.000 điểm là sẽ được 10 phút gọi lỗi bạn. Hoặc là đổi sang data thì mình sẽ đổi sang data nhá. À, mình chỉ làm demo cho các bạn thôi, chứ mình thì mình sim này thực tế là mình không dùng. Đây thì nó sẽ cho các bạn sử dụng 30 ngày nếu như mà các bạn có 1.000 điểm. Đấy thì các bạn có thể là đổi được 133 nhá. Cái 100 này thực tế là nó dùng thì rất là nhanh hết, nhưng mà nhiều lúc mà các bạn hết kilobyte hoặc là các bạn hết tiền mà cũng đang có một hẹn hò hoặc là giao dịch với ai thì nó cũng là rất cần thiết cho các bạn nhá. Hoặc là các bạn có thể là đổi này 500 điểm lấy 133, nhưng mà cái 100 này là nó chỉ sử dụng được trong ngày thôi. Đấy, sang ngày thứ hai là nó sẽ mất nhá, kể cả bạn dùng hay không thì nó cũng mất. Còn đây, nếu như mà các bạn muốn sử dụng 30 ngày thì các bạn sẽ phải mất 1.000 điểm. Đấy, thì sẽ đổi lại được là 133 trong vòng 100 ngày nhá. Cái này thì thực tế là nó rất là nhỏ thôi, nhưng mà khá nhiều bạn là không để ý nên là sẽ không biết được. Đấy thì mình cũng hướng dẫn cho các bạn, nhiều khi là các bạn phải cần đến nó đấy. Thì video này thì mình cũng đã hướng dẫn cho anh em chi tiết cách ứng tiền và cách kiếm kilobyte miễn phí, tin nhắn hay là phút gọi miễn phí nhá. Thì anh em nào mà không hiểu nữa thì inbox cho mình để mình hướng dẫn, mình sẽ nhắn tin cú pháp cho các bạn, là các bạn chỉ copy soạn là được nhá. Thế thì cũng mong anh em ủng hộ mình nhiều hơn nữa nha. Anh em nào mà muốn nhận thẻ cào hoặc Momo thì cho mình xin một like, một comment và một đăng ký kênh nhá. Và inbox Zalo cho mình thì mình sẽ tặng thẻ cào cho các bạn. Đấy. Thì cũng mong các bạn làm thành công hơn nữa nha. Cảm ơn tất cả mọi người. Bye bye.